Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 âm lịch các bạn ạ. Cửa hàng mình thì đã mở cửa được khoảng 10 ngày rồi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip để giới thiệu mọi người một sản phẩm rượu ngâm động vật rất chi là bổ và đẹp mắt các bạn ạ. Ở đây hiện tại mình đang có một bình kỳ đà 20 lít các bạn ạ. Kỳ đà thì nó rơi vào khoảng tầm từ 5 cân, 5 cân đến 5 cân rưỡi bạn ạ. Và được ôm đinh lăng, mồm ngậm sâm và những vị thuốc như là kỳ tử, đỗ trọng, thục, tương quy để làm cho cái mùi vị cũng như màu sắc của rượu nó sẽ được ngon hơn, nó ức chế những mùi tanh của động vật. Như bạn biết là cái rượu kỳ đà nó rất chi là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người là bị hen suyễn và những người là bị chân tay, gọi là chân tay yếu đứng không vững ấy, là uống rượu kỳ đà rất tốt. Ngoài ra nó cũng rất đẹp mà để các bác trưng trong nhà nữa thì là cực kỳ tốt. Hôm nay mình đặt ở dưới này bởi vì ở trên này mình đang có một bình rắn 50 lít rất là lớn. Bình này cao 70, rắn 11 cân. Thôi ok, mình sẽ quay lại chính với cái bình chính mình muốn giới thiệu cho mọi người đây. Đây mình sẽ xin tổng cái tổng 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 quát hơn. Mọi người hình dung ra. Nó rất cao bạn nhé. Nó cao vào khoảng tầm 55 các bạn ạ. Và nó rộng 30. Mình nói như vậy để cho các bạn hình dung ra được cái kích thước của bình kỳ đà này là tương đối là lớn đấy, không không phải là nhỏ đâu. Và mọi người có sở thích ngâm rượu hoặc là sưu tầm hoặc là muốn có một bình kỳ đà này ở trong nhà mình thì có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại đây là 0986 357 365. Bên mình là shop đặc sản Tây Bắc, đồ rừng Tây Bắc 365, chuyên về đồ ngâm rượu cũng như thảo dược với rừng Tây Bắc. Còn nhiều loại mặt hàng nữa thì chắc là các bạn có thể xem thêm những clip mà mình giới thiệu ở dưới phần phía dưới là ở chỗ chữ đặc sản 365. Khi các bạn click vào đấy thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều video. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên đăng ký, ấn nút đăng ký kênh và ấn nút bấm vào chuông để nhận được thông báo khi mà mình phát hành clip. Thì mọi người có thể biết được là có những sản phẩm mới và ngoài ra là biết được mình sẽ nhận tư vấn tất cả về những cái loại thảo dược và có thể giúp được mọi người. Thì các bạn không 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 phải ngại được, là mình khi không mua hàng các bạn cứ có thể gọi cho mình để mình sẽ tư vấn cụ thể cho. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.